đoàn công tác của bộ công thương do bộ trưởng trần tuấn anh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh thái bình về tình hình phát triển công nghiệp thương mại của tỉnh cũng như giả soát tiến độ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, tốc độ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh ước tăng 13,8%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 22,4%, giá trị sản xuất khu vực dịch vụ tăng 7,2% và hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương, thị trường được tăng cường bảo đảm tạo môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy công nghiệp thương mại dịch vụ phát triển, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân cũng kiến nghị và đề xuất Bộ Công Thương quan tâm giải quyết và có giải pháp tháo gỡ một số khó khăn của tỉnh, các dự án trọng điểm và của doanh nghiệp để phát huy vị trí đặc biệt quan trọng trong hành lang kinh tế ven biển, vị trí kết nối liên kết kinh tế vùng. Bộ trưởng Bộ Công Thương khuyến nghị Thái Bình cần phát triển công nghiệp tạo ra chuỗi giá trị, đẩy mạnh xuất khẩu nhằm tận dụng tốt các ưu đãi mà các hiệp định thương mại mang lại. Tỉnh cũng cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tạo sức hấp dẫn thu hút các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào tỉnh sở công thương phải là đơn vị tham mưu tích cực cho tỉnh thu hút đầu tư và cơ cấu lại ngành công nghiệp thương mại